quý vị và các bạn, đến ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, hỏi thăm ngôi nhà làm bằng chai thuốc trừ sâu của ông Nguyễn Văn Ẩn. Không ai là không biết, bởi hơn 5 năm qua, ông Ẩn đã dùng những chai thuốc trừ sâu đã qua sử dụng để làm hàng rào và trang trí cho chính ngôi nhà của mình. Mặc dù hàng ngày tiếp xúc trực tiếp với những chai thuốc trừ sâu đã qua sử dụng, thế nhưng đến nay ông Ẩn vẫn cảm thấy sức khỏe bình thường. Vậy thực hư câu chuyện này ra sao? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua tiểu mục Chuyện lạ ngay sau đây. Nếu thoạt nhìn, hẳn quý vị sẽ nghĩ đây là ngôi nhà dành cho trẻ em, được trang trí bằng những bông hoa thủ công sặc sỡ như thế này. Nhưng không, nhìn kỹ thì đây chính là những chai thuốc trừ sâu. Và những chai thuốc trừ sâu như thế này được xem là rác thải nguy hại. Việc thu gom còn là vấn đề nan giải và khó khăn. Tuy nhiên, tất cả những chai thuốc trừ sâu đều được ông Nguyễn Văn Ẩn tại ấp Bắc Trang 1, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp tận dụng để che mưa che nắng cho ngôi nhà của mình. Năm nay, ông Ẩn đã 83 tuổi. Thông thường, tường một ngôi nhà sẽ được xây dựng bằng gạch, miếng ván, gỗ, tôn, đất hay như lá dừa thường thấy ở miền sông nước. Tuy nhiên, với ông Ẩn, những chiếc vỏ chai thuốc trừ sâu này lại là vật dụng duy nhất để ông có thể làm nhà. Thời gian đầu, thấy việc làm kỳ lạ của ông, ai cũng ngỡ ngàng. Thì thấy ông làm cái chuyện đó thấy cũng lạ. Hồi trước giờ thì hồi đó giờ chưa thấy ai mà làm cái nhà mà làm bằng chai thuốc sâu. Bởi vì có chai thì những người ta làm ruộng người ta cũng mang ơn ổng. Bỏ đâu có mua bán gì được. Cũng nghèo nhưng mà ông đi, ông lượm về rồi ông làm, ông để, ông làm hàng rào, rồi ông làm trống trống, làm đồ chơi, rồi thấy mình đi ngang, mình thấy ông già mà ông cũng có tiết kiệm, ông làm được mấy cái cảnh nó cũng đẹp chứ bộ. Để có được những vỏ chai làm vách nhà, vách tường và trang trí các vật dụng, ông Ẩn đã đi dọc các con kênh nội đồng, đường nước để nhặt vỏ chai thuốc suốt hơn 5 năm qua. Sau đó ông mang về, xúc, rửa lại bằng nước, rồi sử dụng chúng làm vật liệu trang trí cho chính ngôi nhà của mình. Nhiều người cho rằng cách làm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của ông, nhưng ông không mấy bận tâm. Trời nắng nó khô nó đâu còn thuốc nữa. Rồi mình đem về mình xúc nó một cái nữa, nó đã nào nó còn sót lại thì nó cũng hết hơi. Thành ra mình phải làm cái này. Nếu mà cái chất độc nó còn chứa như vậy là người ta chết hết rồi, bác chết từ lâu tới giờ. Nếu mình nghĩ lại nó có hại đó là tức là mấy thằng nó xịt thuốc sâu á, nó đau nó chết hết rồi. Còn xúc mình rửa rồi mà còn gì nữa mà chết. Với sự sáng tạo và mong muốn ngôi nhà đẹp hơn, ông đã cắt tỉa những chai thuốc sâu này thành những hình bông hoa khác nhau. Để có độ chắc chắn, ông lấy dùi hơ lửa cho dính lại. Sau đó, lấy dây ni lông luồn lại thành từng hàng hoặc sợi chuỗi để trang trí căn nhà. Từng hàng dài chai nhựa được dựng thẳng tắp tạo thành các bức tường. Còn những bông hoa được treo lên trần cho đẹp. Làm cái này, còn cái này là cái nắp cái đầu đó. Thì bác thấy bác con làm cho nó lên coi nó đẹp. Con súng có nè, đủ loại bông ở ngoài đồng, chỉ là dây. Nó rời ra ngoài, mình xỏ nó mới dính đèn vô, nó mới treo lên, treo xuống mới được. Chứ như cái này, đây, cháu làm mạnh nó gãy rồi, bứt cái này, gãy ngang, nó cũng như cái này. Bây giờ mình đập vô. Dạ, thấy không? Rồi cháu đút nó vô vậy, cháu chích nó mới dính nè. Hiện tại, ông Ẩn ở với người con gái Úc. Tuy nhiên, cũng bị bệnh, không thể làm việc. Mọi sinh hoạt trong gia đình, nhờ cả vào khoản trợ cấp hàng tháng từ chế độ chính sách của người có công với cách mạng và trợ cấp người cao tuổi. Đối với ông, nhặt nhạnh những chai thuốc bảo vệ thực vật, thứ người ta bỏ ngay sau khi dùng, không chỉ là niềm vui, mà còn là nơi để hai nhân khẩu, một già, một bệnh như ông và con mình, che mưa, trú nắng qua ngày.